vợ thì cũng tốt lắm, khổ khổ chứ. Cách tháng xuống thăm chồng, cách tháng xuống thăm chồng. Từ cái đó thương mấy đứa nhỏ có nhiều với vợ con người kia. Về thấy được hoàn cảnh gia đình vậy mình rất là vui. Chào buổi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay buổi Hồ quay trở lại gia đình của chị Nguyệt. Nghe thông tin nói là chị Nguyệt nói là chồng của chị đã mãn hạn tù với cô bác quý anh chị. Và bây giờ thì đã quay về rồi. Thì hôm nay buổi Hồ đến đây để quay về cái hoàn cảnh của vợ chồng của anh chị Nguyệt như thế nào cô bác quý anh chị. Ở đây nè, nhà của chị Nguyệt với lại chồng của mình ở đây. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt, chị Nguyệt ơi. Ờ con. Ừ. Anh thức chưa? Anh có nhà không chị? À. Ba. Tắt điện thoại em đi chị. Ủa này ai ghi vậy? Dạ anh, nè ghi gì? Không biết nữa, về đấy gì đó. Đó gì đó? À, ghi nhà bốn người hả? Chị Nguyệt, Yến Như, Thanh với lại Yến Nhi nè. Trời ơi. Nhi ơi. Nhi. Nhi để cho Nhi ngủ đi chị. Không, ngồi đây đi, ngồi đây đi anh. Ơi, chào con. Anh kêu nước qua uống không? Không, không, được rồi anh, em uống. Cho em cái này vô. Chị Nguyệt ngồi đi. Dạ. Ngồi đây với anh đi. À, không gà gia đình mình vui ha. Dạ, rất là vui. Ừ. Chị Nguyệt bây giờ làm gì rồi? Em thì chờ ai nhà của người ta cắt ở trong cụm đó. Rồi kêu quét dọn, em quét dọn. Quét dọn nhà phu ta. Dạ. Còn anh? Vậy bữa 29 tây tới nay thì cũng chưa có đi làm gì mà. 29 tháng mấy anh? 29 tháng 4 mình vừa rồi. Vâng, vậy là mình về được 20 ngày. Tha trước thời hạn. Trước thời hạn hả? Anh còn ở bao nhiêu tháng? Ở 25 tháng. 25 tháng. Thì anh ở bao nhiêu tháng anh ra? Án thì tới 30 tháng là 2 năm rưỡi. Nhưng mà ở 2 năm 2 năm mấy ngày. Là do mình cải tạo tốt hay sao? Ân xá hả? Tha trước thời hạn. Cũng như năm rồi được giảm 3 tháng rồi năm nay còn 2 tháng mấy thì tha trước thời hạn về. Ngày ngày anh về là chị rước về hay sao? Dạ, dạ mà xã em không có khả năng đi vô tới lớn biển nhưng mà em đón ở bến xe buýt ở Cầu Lãnh. Xã đi tới bến xe Cầu Lãnh. Lúc ở dưới thì hôm nay cũng như nói với anh thì lúc ở dưới cải tạo lao động ở dưới thì cũng nghe vợ con xuống nói cũng nhờ mấy anh được cũng như giúp đỡ được cho vợ con có được máy ấm này kia đó. Hằng ảnh cũng cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Anh năm nay anh tên gì? Anh tên Tùng. Anh Tùng. Dạ. Anh năm nay nhiêu anh Tùng hả? Năm nay bốn mấy. Bốn mấy hả? Bốn tám. Lúc ở trong đó khó khăn dữ mạnh. Chuyên gia nó cũng không đến nỗi gì khó khăn. Mình giờ cũng có cái mình cải tạo tốt rồi này, trong đó cũng như cán bộ quản giáo này kia người ta cũng có chiếu cố được cho mình này kia cũng khỏe chứ không đến nỗi cực khổ gì hết. Dạ. Ngày đầu tiên mà ra tù thì thấy sao? Ra thì thấy vợ con chỗ này có chỗ ở mấy ấm này kia rất là vui. Cảm ơn mấy anh rất nhiều. Dạ. Có điện thoại mới luôn ha? Của chị. Ôi, của chị nữa đó. Chị mới mua hả? Chị mới mua gì cũng mừng vợ cũng cho mình. Dạ. Rồi về chính ra về em đó nay cũng đi tiếp mấy người ở xóm đường chuyến ghe dưa chở dưa đó. Dạ. Cũng anh cũng biết lái đó, rồi người ta kêu đi tiếp. Anh Tùng năm nay bao nhiêu nè? Anh tư tí đó. Tí, 49. 49 năm 10. Là 47 tuổi anh vô đó. 49 rồi. 49. 49 năm 10. Lúc trước là anh đi là chị ở trên cái trại kia. Dạ, trại nhỏ trên. Rồi nghe nói mà xã nói là giờ lên giờ xuống 2-3 lần, 2-3 chỗ vậy. Chỗ này, chỗ đó trên đó thì người ta đủ đó, đủ lui vậy. Giờ đuổi ghe hay đuổi chạy. Chạy á thì em nói anh rồi chứ cũng như là đợt mà anh bị á là chung em có chiếc ghe nhỏ xíu rồi anh như con bé nó còn nhỏ
rồi em sợ đi chứ còn em không tiền đi vô thăm ảnh đó, nên em bán, em bán ra được rồi ngân em mới lên em cắt cái chạy gì nhỏ chỗ đó, đó. Kế ông kế ông ba đó, rồi ở đó ngăn nước lên bắt đầu ngăn thấy diễn ngăn giờ lên trên đó mà tao đuổi tới luôn rồi đâu nhờ ông ba giới thiệu được anh vậy thôi, nhờ được cô bác trong ngoài nước giúp đỡ cho em, em vui dữ, em nghĩ là sống cuối đời vậy em cũng chưa được như ngày hôm nay đó anh thiệt. Rồi Thanh hôm nay có đi bán không? Hôm nay con nghỉ một ngày. Hôm nay nghỉ vậy do rồi Nhi. Nhi cũng nghỉ luôn hả? Đi sao bị xe đụng? Trời ơi. Đi bán sao bị xe đụng với người kia hai bữa. Có chơi game không Thanh? Không, bữa nay nghỉ chơi rồi. Thế lúc mà tôi về tới nay là nói chung ra là không đi đâu hết trơn á. Lúc có tôi về tới giờ mấy chị em nó bỏng bỏng tối ngày với ghe chung với tôi vậy đó. Trời sao? Anh với chị đi làm nuôi bé bé bớt đi bán hay sao? Rồi anh mà chị bây giờ làm ngày được nhiêu chị? Bữa có bữa không, người ta kêu mới làm. Còn dọn nhà, dẹp nhà được cái này cái phụ người ta hàng ngày mà. Hai ba ngày có dùng ngày, hai ba ngày cứ một không, ngày. Không, em có xuống sông thì em xuống sông hết. Mò hết. Dạ. Hết xuống sông. Dạ. Thì lúc ở trong đó đó thì mình có cải tạo thì mình làm những cái công việc gì ha anh? Thì làm ghế thôi mà, làm ghế là làm đủ khoáng, đủ khoáng là dư, ví dụ dư 20,000 một tháng vậy, cho nên mình xếp vô cái loại tốt, loại khá là loại tốt được luôn, cho nên từ cái chỗ đó, từ chỗ đó cán bộ quản giáo đó người ta cũng chiếu cố cho mình được mấy cái phần đó. Anh làm cái cho đường. Không em không muốn. Nhưng mình cũng an tâm cải tạo lắm mấy cái chỗ đó đó. Rồi cũng như hay tin bà xã này, điện về thường thường vài lần mỗi tháng, mỗi điện khi tháng điện về hai lần, khi tháng điện về 1 lần, tại vì mình ở dưới cải tạo tốt, lao động tốt đó, rồi quản giáo thì chiếu cố cho mình, ví dụ tháng này được 2 lần, tháng sau 1 lần, tháng sau điện 2 lần vậy đó. Rồi, bà xã cũng có nói có bên mấy anh rồi này kia cũng giúp đỡ gì đó thì cũng rất là vui để cho vợ con có được máy ấm rồi này kia. Do đó thì mình có bị, em nghe nói thì giống như có bị tù mới, tù cũ đâu không ạ? Không có đâu, bây giờ cái thời buổi bây giờ nó không còn như hình lúc trước nữa. Nói chung là bây giờ ở mấy cái khu cũng như trại cải tạo bây giờ thì nó ổng chu vi cho phạm nhân để mà mở rộng cho phạm nhân để cải tạo, phải không? Ai cũng muốn để giảm án về sớm chứ. Bây giờ nó thoải mái cái vụ đó, người ta mở rộng cho mình cải tạo đó. Cũng như người ta phán chỉ tiêu một ngày mình làm 40,000 vậy đó. Rồi mình làm thiếu thì mình không được giảm án, còn mình làm đủ thì ví dụ tới mốc giảm án mình thì được giảm án vậy. Cho nên từ đó giờ nó không chơi theo quy định, chứ không kiểu mà xưa là làm sơ bồ với nhau. Giờ mỗi người ngày nào cũng làm 40,000 vậy đó, còn anh làm thiếu thì xếp anh loại trung bình, nên người nào làm tốt thì lên loại khá, loại tốt thì được giảm án vậy. Cho nên người xuống dưới cũng cố gắng cải tạo. Thấy 2 năm dài dữ không anh Tô? Cũng dài. Dài hả? Lúc đó thì anh đi á thì con còn nhỏ, có mình chị ở nhà đó. Dạ, đúng rồi. Thì lúc đó suy nghĩ anh như thế nào? Nó rất là đau buồn, gắng cố gắng lên chứ giờ mình đã vi phạm đến được, bây giờ cũng gắng cố gắng lên chứ sao, trở thành người tốt trở lại. Sau khi ra thì anh thấy cái việc làm của mình anh có hối hận không? Sau khi ra thì không thấy hối hận nữa. Thấy hoàn cảnh vợ con đó, khi đi thấy đau buồn dữ lắm, thấy vợ con nhà đau khổ, bởi vì tự chỗ đó gắng cố gắng cải tạo lên chứ quản giáo ở dưới cũng chú ý cho mình dữ lắm, vợ thì cũng tốt lắm, khổ khổ chứ, cách tháng xuống thăm chồng, cách tháng xuống thăm chồng, từ chỗ đó thương mấy đứa nhỏ có nhiều với vợ con người kia, thấy nhà khổ rồi vậy. Sau này nghe bà xã nói có mấy anh Mạnh Hùng Vương bên anh rồi giúp đỡ rồi kia, lúc đó với mình rất là vui, gắng cố gắng lên phát lên để tranh thủ mình về trước cái bản án của mình, cho nên từ ở dưới chỗ đó mình gắng cố gắng lên. Ba tát rồi mà quản giáo cán bộ với các anh nể mình, rất là tôn trọng mình, từ cái chỗ mà tại sao mới giảm án đây rồi bây giờ anh được tha trước tà hại, từ cái chỗ đó quản giáo rất là tôn trọng mình, nên mình cải tạo cũng rất là an tâm, từ này kia rất là tốt. Về thấy được hoàn cảnh gia đình vậy mình rất là vui,
nay mới gặp lại anh, em rất là hân hạnh để cảm tạ ơn mấy anh rất là nhiều, để cho vợ con có được một cái máy ấm rồi này kia. Mình về mình thấy lúc ngày đi là bệnh viện đúng không? Dạ đúng rồi. Con cái thì yếu ớt luôn, nhỏ này thì nó bệnh bệnh về hoài à. Lúc đi thì nó có 7 tháng mấy à, giờ về nó chạy ra vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay nó đỡ nhiều từ lúc về tới giờ là từ lúc mà tôi về tới giờ ấy, bé nha, vui vẻ lắm, ăn uống đều vậy đó, ép nó ăn cơm ăn cháo rồi đầy đủ, nó vui á, thấy nó thoải mái đó. Cái việc mà anh đi á, thì căn nhà của chị lụp sụp nè, sau khi anh về thì anh bước lên cái ghe của mới của chị thì sao? Mình bước lên mình thấy cảm động của mình rồi. Có được một cái hạnh phúc rất là vui, cho nên từ cái chỗ đó mình gắng cố gắng lên mình để tiếp tục, không còn để mà vi phạm pháp luật nữa, cho nên từ cái chỗ đó mình nằm để mà thương con và vợ đồ này kia để mình rất là vui, thấy được máy ấm với vợ con này kia, với lại mình có được cái chỗ máy ấm này kia là thấy có hạnh phúc dữ lắm rồi. Cũng cắt nhờ vậy, cũng cảm ơn mấy anh rất là nhiều này kia để rồi anh mở đi con. Rồi sau khi anh ra đó, thì đối với anh thì cũng là một người cũng từng vi phạm pháp luật và cũng như mình đã trả xong rồi. Thì anh có lời khuyên nào với lại những người bạn trẻ mà chưa có còn nông nổi đâu không? Dạ. Mấy cái đó thì tôi cũng không có để suy nghĩ tới mấy cái chuyện mà để mình để tiếp tục vô những con đường vi phạm và về đây giờ để cố gắng lên là mình làm cho các con nó còn rất là bé. Thấy cái mình vi phạm nữa thì tội nghiệp cho con lắm. Thấy cái máy ấm của con nó theo nó mến mình nó... Thì hôm nay tôi trở về đây thì tôi cũng phải vượt qua cố gắng lên này kia, để dù cực khổ cỡ nào cũng phải cố gắng để mình lo cho mấy đứa nhỏ. Hả? lâu lâu chạy tại vì nói chung ra là có người ra người ta mấy người kia ta bị kẹt đó, rồi người ta mới mượn mình đi thế rồi này kia thôi. Về cũng không giờ nói chung bây giờ em không có đồng bạc, em đi cứ cảnh em mượn tiền người ta về đi ở dưới cho được 300.000 đi xe về. Giờ muốn chạy xe ôm ở đây xe đò rồi muốn kiếm được mua chiếc xe 400.000 không có khả năng thôi. Trong nhà đây thì thấy kiểu chợ đó rồi phi 4 giờ như vậy mình chạy kiếm ngày chắc cũng được 200-300 để sống xoay sở trong gia đình được, thoải mái lắm, nhưng mà không có tiền. Mình tính nhờ bên mấy anh để lên tài trợ dùng cho phần đó để mình cũng cố gắng để vượt qua những cái khó khăn rồi này kia. Chị chân ba mượn cái này thấy ở đây thì nếu ra không có làm thì lâu lâu mới khi người ta hết người đó, người ta mới kêu mình thôi, tại vì người ta nói giờ người ta có người của người ta không à, nhưng mình thì lâu lâu kiểu người ta kẹt công chuyện này kia người ta mới nhờ tới mình để mà đi thôi. Vậy là anh có sau khi ra thì anh có một ước mơ đó là có một cái chiếc ghe xe cũ đó mà chạy xe ôm hả? Chạy vòng vòng chợ rồi đây nè, chứ không có đi đâu rồi xa hết trơn á, vòng vòng đây. Chúng ra thì ở đây thấy chạy ngày cũng được có khoảng 200 mấy được. Bây giờ thấy cảnh cũng chưa có tiền để cố gắng đi làm để kiếm tiền mua đúng không? Rồi ba về con mừng dữ không? Dạ vui. Ngày ba về thì sao? Ngày nhà mình nấu cơm ăn hay sao? Dạ. Hả? Ba về để ba ăn món gì? Thịt kho vậy hả? Rồi hổng ngày ăn cơm quay quần bên gia đình, ăn cơm ngoài trước này đó hả? Dạ, ăn cơm trên đó đó. Ngày mình tiêu tốn bao nhiêu tiền ha? Chúng ra cá mắm thì cũng tốn ít thôi chứ không nhiều. Tiền cá thì chỉ tốn tiền gạo, rau cải thôi. Còn cá thì khi tối xuyên kiếm vài ba con giờ ăn đủ rồi.
ít cũng ít tốn tiền cá, chủ yếu là tốn tiền gạo với rau cải đường bột ngọt rồi em trồng mà em trồng mấy cây ở ngoài đó đó gà đó gà bẻ năng quá chứ hả cũng nôn rồi. Khi tối bà xã ngủ cũng ngủ là vòng 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 chỗ này chút xíu chừng nửa tiếng là về có hai ba con cá cái đủ ăn hàng ngày bắt đầu nghỉ bà xã đi vớt cá rồi kia cũng la đâu cho bà xã đi vớt cá một đêm một hôm đâu. Hôm qua làm gì là hôm nay ngủ trễ với con coi phim hả con thổi tới phim à, hôm nay á thì đến thăm gia đình mình gặp đoàn tụ gì là vui rồi nói chung thì chắc mình đang sang căn mới nên là nữ lúc đầu thì nó cũng phải có những cái khó khăn nhất định đó. Bây giờ thì cố gắng mình sẽ làm đúng pháp luật để mà gần gũi với lại ba đứa con nhỏ. Nói chung thì khi mà một mình anh đi á thì mình khổ là khổ một mình thôi, nhưng mà đối với chị Nguyệt á thì một mình chị phải khổ thêm với ba đứa con, chị phải gồng gánh để gần 2 năm nay để mà đợi anh về. Thì mong là gia đình mình sẽ sống luôn luôn hạnh phúc sẽ làm đúng pháp luật và không có vi phạm pháp luật nữa, tại vì mình đã trả giá quá đắt cho cái việc của mình đã làm mà. Nào là xa vợ con, người nào là các con nó không được học hành, nó phải bôn ba phụ mẹ, mặc dù cái tuổi nó là tuổi chơi tuổi học đó, thì các bé nó phải đi bán để mà phụ mẹ ở những lúc bệnh hoạn thì chị phải chạy thuốc nam thuốc bắc luôn các kiểu hết á. Rồi nói chung là hôm nay gặp nhà mình mà trên một căn nhà mà ấm áp như thế này thì em rất là vui đó. Thì bây giờ từ từ thì mình sẽ tích lũy lại coi dư để mà còn cho các bé đi học nữa đó. Hôm nay thì em đến đây em thay mặt cho anh Được ở Hồng Ngự của mình á, anh Được mà cất nhà cho mình á, gửi cho gia đình mình 1 triệu để làm vốn nha. Dạ. Em cũng cắt cảm ơn để ăn hạnh để đón tiếp 1 triệu này để mà vui mừng trong cái thời gian khó khăn của mình trước mắt. Thì giờ cũng phải gắng cố gắng lên mình vừa để không để mà cảm ơn anh kia. Em ơn rất nhiều. Nói chung là mình sống cải thiện được ở trong trại giáo dưỡng thì gam mình cố gắng làm con người tốt lại. Em thiên ảnh hoài bây giờ rồi, mà ảnh nói mơ ước được cái xe 4-5 triệu rồi, đừng ảnh chạy xe ôm, ngày cũng như kiếm trăm mấy cũng được, cũng đủ sống rồi. Dạ. Có chuyện gì làm thì mình đi làm, còn như ở đây có ai kêu ghe thì đi chiến thì được 500 phụ hồ nhiều này kia đi thời gian không có người phụ hồ nữa thì mình cũng chạy xe kiếm có được đồng tiền xây sở hàng ngày rồi kia cũng đỡ chỗ đó đó. Ơi thì em không làm phiền gia đình mình nữa, cũng tới giờ ăn cơm rồi. Một lần nữa thì thay mặt gia đình của chị Nguyệt xin chân thành cảm ơn cô bác của anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước đã chung tay ủng hộ cho chị có một cái căn của mái ấm như thế này. Thì hôm nay gặp gia đình đoàn tụ như thế này là vui rồi. Thôi em chào gia đình mình em về nha. Dạ dạ. Quay cho anh. Dạ dạ.